Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Trịnh Văn Mobile. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu trao đổi điện thoại máy tính bảng, có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và qua thẻ tín dụng. Địa chỉ bên mình là 66/27 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trên fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả của video. Số điện thoại liên hệ bên mình là 0839444400 và 0855687448. Số thứ ba là 0585350. Thời gian làm việc của bên mình là 8:30 sáng đến 8:30 tối. Chính sách bảo hành của bên mình là 3 tháng, lõi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Khách hàng anh em nào ở xa muốn mua máy, xem hình ảnh chi tiết máy, có thể liên hệ trực tiếp qua bên số Zalo của bên mình. Phụ kiện đi kèm theo máy là có sạc, cáp sạc và tai nghe, một số máy sẽ không có. Anh em nào ở xa mua hàng vui lòng cọc trước cho mình phí ship. Đầu tiên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái máy này. Cái này là Samsung Galaxy S22 5G bản chính hãng. RAM lên đến là RAM 8, bộ nhớ 256GB, ngoại hình tổng thể 99. Giá bán của bên mình là 8.200.000. Samsung Galaxy S22. Tiếp theo là cây Google Pixel 4A, RAM 6, bộ nhớ 128GB, ngoại hình tổng thể là 98, giá bán bên mình là 2.500.000 nha. Tiếp theo là cây Google Pixel 6A, RAM 8, bộ nhớ 128GB, ngoại hình tổng thể 98, giá bán bên mình là 5 triệu nha. Google Pixel 6A. K40, Xiaomi Redmi K40, RAM 12, bộ nhớ 256, ngoại hình tổng thể 98-99, RAM 12, giá bán bên mình là 4.800.000 nha. OnePlus ACE 2V, RAM 12, bộ nhớ 256, ngoại hình tổng thể 98, giá bán bên mình là 6.900.000 nha. OnePlus ACE 2V. Oppo A78, RAM 8, bộ nhớ 256GB, ngoại hình tổng thể đẹp keng 99. Giá bán bên mình là 4.450.000. Mình có hai màu cho anh em lựa chọn, màu xanh và màu đen. RAM 8, bộ nhớ 256GB. Tiếp theo là cây Honor V40, RAM 8, bộ nhớ 256GB, ngoại hình tổng thể 98, giá bán bên mình là 4.450.000. iPhone 13 Pro Max, ngoại hình tổng thể 98, 128GB, pin còn 92, giá bán bên mình là 17.100.000, màu vàng gold, ngoại hình tổng thể 98. iPhone 13 Pro Max,
128 GB. Pin còn 92%. 17.100.000 nha anh em. Realme Q5 5G, RAM 12, bộ nhớ 256 GB, máy ngoại hình tổng thể 99. Giá bán bên mình là 4.200.000. Oppo Reno 8 Pro 5G bản quốc tế, RAM 12, bộ nhớ 256 GB, giá bán bên mình là 6.500.000. Oppo Reno 8 Pro nha, 5G. Oppo Reno 8T 5G, RAM 8, bộ nhớ 128 GB, ngoại hình tổng thể 99, giá bán bên mình là 5.700.000 nha. Cho bản 128 GB là 5.700.000, bản 256 GB là 5.900.000 nha. Oppo Reno 7 Pro 5G, bản RAM 12, bộ nhớ 256 GB, ngoại hình tổng thể 98. Giá bán bên mình là 6.400.000 nha. Oppo Reno 7 Pro. Xiaomi Redmi 11T, RAM 8, bộ nhớ 128 GB, ngoại hình tổng thể 97, máy cây này phun bóc là máy 97. Xiaomi 11T, ngoại hình có trời, hôm nay mình hạ giá cho anh em luôn. Giá bán bên mình 4.500.000 thôi nha. Xiaomi 11T, RAM 8, bộ nhớ 128 GB. Vivo V25 Pro, bản RAM là 18, bộ nhớ 128 GB, ngoại hình tổng thể 99, phun bóc. Giá bán bên mình là 6.350.000. V25 Pro 5G. Hộp có phun bóc đầy đủ, sạc cáp. Có ốp lưng mới. Máy mới nha anh em. Có tai đầy đủ tai nghe luôn. Đây, RAM 8 cộng cho 8 GB, bộ nhớ đa nhiệm nữa. Chip Dimensity 1003. Samsung Galaxy S21 FE 5G, RAM 8, bộ nhớ 128 GB, phun bóc, ngoại hình tổng thể có là 97. S21 FE 5G, giá bán bên mình là 6.200.000. Xiaomi Redmi 12, RAM 4, bộ nhớ 128 GB, ngoại hình tổng thể 99, sạc cáp đầy đủ phun bóc, giá bán bên mình là 3.000.000, ngoại hình tổng thể đẹp kem. Samsung Galaxy A22 5G bản 1 SIM, RAM 4, bộ nhớ 128 GB. Cái này là bản Mỹ. Giá bán bên mình là 2.850.000. Samsung Galaxy A22. Samsung Galaxy S20 Plus 5G bản hàng 1 SIM, RAM 12, bộ nhớ 256 GB, ngoại hình tổng thể 98.
Giá bán bên mình là 4.950.000, mình có số một ít màu cho anh em lựa chọn. Màu trắng còn màu xanh nữa nè. Xiaomi Redmi Note 12 5 Note 12 RAM 4 bộ nhớ 128GB. Ngoại hình tổng thể 98 đến 99. Phun bóc. Giá bán của bên mình là 3.350.000. Sạc cáp đầy đủ. Có ốp lưng luôn. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, RAM 8 bộ nhớ 128GB, ngoại hình tổng thể 98. Giá bán bên mình là 4.250.000 nha. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Oppo Reno 6Z 5G, RAM 8 bộ nhớ 128GB, ngoại hình tổng thể 97. Máy có trầy nhẹ. Màn có xước này. Cho anh em dễ thấy. Giá bán bên mình là 3.350.000 cho máy 97, còn 3.650.000 loại máy 98 nha. Oppo Reno 8 5G, RAM 8 bộ nhớ 256GB. Bản chính hãng Reno 8 5G, giá bán bên mình là 6.500.000. Oppo Phoenix 5, RAM 8 bộ nhớ 128GB, bản sách tay, ngoại hình tổng thể 99, giá bán bên mình là 6.850.000. Oppo Phoenix 5. Xiaomi Redmi 11T, RAM 8 bộ nhớ 256GB, ngoại hình tổng thể 98, giá bán bên mình là 4.850.000 cho bản RAM 256, còn bản RAM 128GB là giá 4.600.000 nha. Redmi 10 5G, RAM 4 bộ nhớ 64GB, ngoại hình tổng thể 97, lưng có xước gem. Giá bán bên mình là 2.350.000. Vivo V20, RAM 8 bộ nhớ 128GB. Vivo V20 nha. Màn có ám, giá bán bên mình là 2.200.000. Tiếp theo là WinSmart Joy 4, RAM 3 bộ nhớ 64GB, ngoại hình tổng thể 98 đến 99. Giá bán bên mình là 1.950.000 nha. WinSmart Joy 4, RAM 3 bộ nhớ 64. WinSmart Aris Pro, Aris. Đây là WinSmart Aris, RAM 6 bộ nhớ 64GB. Ngoại hình tổng thể 99. Giá bán bên mình là 2.650.000 nha. Sony Xperia 1 Mark 3, RAM 12 bộ nhớ 256GB, máy ngoại hình tổng thể 98 đến 99. Giá bán bên mình là 7.500.000 nha. Sony Xperia 1 Mark 3.
Rio 18 Pro RAM 8 bộ nhớ 128. Giá bán bên mình là 3 triệu 500 nghìn nha. Rio 18 Pro. Đây là Realme 8 5G, ngoại hình là phun bóc, giá bán là 3 triệu 550 nghìn. Realme 8 5G, phun bóc có sạc cáp đi kèm. Ngoại hình tổng thể 98-99% nha. Poco M4 Pro 5G cho bản RAM 4, bộ nhớ 64GB, ngoại hình tổng thể 98-99, phun bóc, sạc cáp, sách hộp đầy đủ luôn. Poco M4 Pro 5G, giá bán bên mình là 3 triệu 250 nghìn nha. Samsung Galaxy Note 20 5G bản Mỹ, RAM 8 bộ nhớ 128GB, bản Mỹ là chạy chip Snap nha. Ngoại hình tổng thể 98%. Giá bán bên mình là 5 triệu 250 nghìn. Samsung Galaxy Z Flip 4 bản Việt Nam 2 SIM, RAM 8 bộ nhớ 128GB. Ngoại hình tổng thể 98%. Z Flip 4, giá bán bên mình là 9 triệu 200 nghìn nha. Samsung Galaxy Z Flip 4. Z Flip 4 bản RAM 8 bộ nhớ 256GB, ngoại hình tổng thể là 99, giá còn bảo hành đến tháng 8 năm 2024, giá bán bên mình là 9 triệu 600 nghìn nha. Cho bản RAM 8 bộ nhớ 256GB Samsung Galaxy Z Flip 4 còn bảo hành đến tháng 8 năm 2024. Samsung Galaxy Tab S8 RAM 6 bộ nhớ 128GB, ngoại hình tổng thể 98-99, phun bóc nha. Bóc của nó thì chỉ có hộp thôi. Tab S8 5G có xài SIM được luôn nha. Bóc nó thì không có gì, chỉ có cái hộp với sách thôi, với lại cọng cáp. Giá bán bên mình là 8 triệu 700 nha. 8 triệu 700, ngoại hình tổng thể 98-99, RAM 6 bộ nhớ 128GB, Samsung Galaxy Tab S8. Samsung Galaxy S22 Plus 5G Việt Nam 2 SIM, RAM 8 bộ nhớ 128GB, máy ngoại hình tổng thể 97, giá bán bên mình là 9 triệu 500 nghìn nha. Samsung Galaxy S22 Plus 5G. S21 Ultra 5G bản Mỹ, RAM 12 bộ nhớ 128GB, ngoại hình tổng thể 98%, giá bán bên mình là 8 triệu 300 nghìn. S21 Ultra. Samsung M11 RAM 3 bộ nhớ 32GB,
Ngoại hình tổng thể là 98. M11 giá bán bên mình là 1.850.000. Realme Q5 Pro RAM 4 bộ nhớ 128GB, ngoại hình tổng thể có trầy. Máy 97 thôi, giá bán bên mình là 1.650.000. Realme Q5 Pro RAM 4 bộ nhớ 128GB chỉ với 1.650.000. Winsmart Lite 4 RAM 6 bộ nhớ 64GB, ngoại hình tổng thể 98. Giá bán bên mình là 2.350.000. LG V30 RAM 4 bộ nhớ 64GB, ngoại hình tổng thể 98. LG V30 giá bán bên mình là 1.850.000 nha. Xiaomi Redmi Note 11 RAM 4 bộ nhớ 128GB, ngoại hình tổng thể 98, giá bán bên mình là 2.650.000. Xiaomi Redmi Note 11 ngoại hình này còn rất đẹp. Xiaomi CV2 bản sách tay của Xiaomi 13 Lite RAM 8 bộ nhớ 128GB, bản này là mình chưa có tiếng Việt nha, ngoại hình tổng thể 98, giá bán bên mình là 5.500.000 cho bản sách tay. Còn này là Xiaomi 13 Lite này, RAM 8 bộ nhớ 256GB, Xiaomi 13 Lite ngoại hình tổng thể 98-99, giá bán bên mình là 6.350.000 cho bản chính hãng, 5.500.000 cho bản sách tay. Mi 10T RAM 6 bộ nhớ 128GB, ngoại hình tổng thể 98, giá bán bên mình là 3.650.000. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình nha. Anh em coi video thì cho mình một like, share, chia sẻ, ủng hộ shop của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của bên mình ạ.